Hi, xin chào tất cả mọi người. Chào mọi người đã quay trở lại kênh YouTube của Thu Huyền Nguyễn. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người một cái vấn đề thầm kín của chị em phụ nữ. Mình nghĩ là tất cả mọi người phụ nữ ai cũng vậy, trong đời sẽ trải qua một hoặc là rất nhiều lần bị viêm nhiễm phụ khoa, một trong những cái căn bệnh mà phụ khoa rất là khó nói và kiểu rất là ngại, một số người rất là ngại không dám đề cập cũng như là không dám chia sẻ với ai về cái vấn đề này. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người về cái vấn đề viêm nhiễm phụ khoa này, cách phòng tránh cũng như là cách chữa bệnh như thế nào ha. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người một cái loại men vi sinh sẽ rất là tốt cho cái môi trường âm đạo của mình, thì đó chính là men vi sinh ớt ti bạc. Đây cái sản phẩm này mọi người, thì bên trong sản phẩm là như thế này ha. Một hộp á, là mọi người mua là 30 viên nha cả nhà nha. Một hộp 30 viên thì giá dao động là từ 400 tới lại 600 ngàn nha mọi người. Sản phẩm này á, thì cung cấp lợi khuẩn cho âm đạo mọi người ha, men vi sinh cho âm đạo. Men vi sinh này nó sẽ cung cấp lợi khuẩn cho âm đạo mình từ 2 tới 3 tỷ lợi khuẩn nha mọi người nhé, là cho phụ nữ có thai, cho con bú là đều sử dụng được hết, không có tác dụng phụ và được bác sĩ khuyên dùng. Trên toàn thế giới là rất là nhiều người dùng cũng như là nhiều beauty blogger review về cái sản phẩm này ha mọi người ha. Thì cho nên là mọi người yên tâm về cái sản phẩm này không có tác dụng phụ nha mọi người. Nó chỉ có một tác dụng duy nhất là bổ sung lợi khuẩn cho cái vùng âm đạo của mình ha. Chị em nào đang gặp cái tình trạng là viêm nhiễm phụ khoa, nấm, ngứa, bị nhiễm virus vi khuẩn, nhanh chóng mua cái men vi sinh này về sử dụng nha mọi người nhé. Giúp là gì? Cân bằng độ pH, cân bằng vi khuẩn, bổ sung những cái lợi khuẩn ha, ngăn ngừa viêm nhiễm, huyết trắng, ngứa nè, khí hư là nó sẽ đào thải ra hết nha mọi người nha. Đang gặp cái tình trạng là viêm đường tiết niệu thì mình cũng có thể là mua cái sản phẩm này về sử dụng, thì nó sẽ giúp cho mình là giảm cái triệu chứng và cũng như là nó tăng cái sức đề kháng lên để mà cái hết cái triệu chứng viêm đường tiết niệu do vi khuẩn gây ra. Những tác nhân gây ra viêm nhiễm phụ khoa. Những cái tác nhân gây hại như thế nào? Thứ nhất là có thể là do mất cân bằng độ pH, rối loạn nội tiết tố này, vào tuổi mãn kinh, rối loạn chu kỳ kinh nguyệt, stress kéo dài nè, căng thẳng làm cho sức đề kháng của mình nó sẽ giảm xuống ha. Thực hiện các biện pháp thủ thuật trong y khoa như là nạo khóa thai nè, hoặc là thường ngày mọi người sử dụng cái nguồn nước nó không được sạch nè, khăn tắm dơ thì nó sẽ làm cho cái âm đạo của mình nó sẽ viêm nhiễm ha. Sản phẩm này hiệu quả là từ 2 tới 3 tuần sau khi mà mình sử dụng nha. Cách sử dụng cái sản phẩm này ha, thì mọi người uống, nếu mà ai trong quá trình mà điều trị viêm nhiễm á thì mọi người sử dụng là 2 viên mỗi ngày. Còn ai mà đang trong quá trình mà đề phòng sử dụng là mỗi ngày 1 viên ha mọi người. Cách phòng tránh viêm nhiễm âm đạo. Thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người cách phòng tránh bệnh viêm nhiễm phụ khoa. Thứ nhất là về vấn đề vệ sinh thì mọi người lưu ý giùm mình ha. Sau khi đi vệ sinh xong thì mọi người nhớ là làm cho cái vùng kính của mình khô ráo ha. Và thứ hai nữa là mình nên lựa chọn cho mình một cái loại dung dịch vệ sinh sao cho phù hợp với cái âm đạo của mình. Và cái thứ ba nữa là về đồ lót thì mọi người lưu ý trong quá trình điều trị viêm nhiễm phụ khoa thì mọi người cần phải thay đổi đồ lót ha, một ngày ít nhất là 2 lần. Đồ lót thì mọi người nên thay mới sau khoảng từ 3 tối đa là 6 tháng. Có điều kiện thì mình nên sử dụng những cái loại bột giặt dành riêng cho cái đồ lót ha. Nên phơi đồ lót ngoài trực tiếp ánh nắng mặt trời nha mọi người. Còn về vấn đề ăn uống thì mọi người lưu ý là hạn chế đồ ngọt ha. Trong quá trình điều trị viêm nhiễm phụ khoa thì mọi người nên là kiêng ăn đồ ngọt luôn nha. Và bổ sung nhiều những cái loại vitamin, trái cây tốt cho sức đề kháng của mình ha, hoặc là bổ sung những cái loại men vi sinh hồi nãy mình đã chia sẻ mọi người, nên uống thêm men vi sinh đó ha. Có thể là kèm theo những cái loại sữa chua không đường, sữa chua Hy Lạp. Video hôm nay mình xin kết thúc ở đây. Mọi người thấy hay nhớ like đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mình sẽ ra nhiều video nữa với mọi người.